Mật ong, bà con ta biết mật ong hết phải không bà con? Mật ong là ta ăn, ta sử dụng mật ong cho cơ thể của mình là nó tốt vô cùng cho sức khỏe. Đó là mật ong. Nhưng mà có riêng một số người và số bệnh thế này vui lòng không ăn mật ong được. Bởi vì những người đó ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là mật ong nha bà con. Cho nên đừng ăn. Người đang bị huyết áp, người có đường trong máu, mới phẫu thuật xong, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, đói bụng, đang uống thuốc, thừa cân, béo phì, là vui lòng đừng ăn mật ong bà con ạ. Bởi ăn mật ong vào, bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là mật ong. Cho nên những người như thế này không ăn được mật ong, sử dụng mật ong. Người bị huyết áp, người có đường trong máu, mới vừa phẫu thuật xong, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, đói bụng, đang uống thuốc, thừa cân và béo phì, là vui lòng đừng ăn mật ong bà con nha. Đừng ăn mật ong để nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người như vậy, cho nên không ăn được mật ong bà con ơi. Còn ăn mật ong thì nó có lợi cho sức khỏe vô cùng. Ăn mật ong nó có lợi cho sức khỏe vô cùng đó bà con ạ. Đó là nó làm cho con người giải quyết tốt về sức khỏe, không có đột quỵ, ung thư tốt, chống oxy tốt, giúp cho đôi mắt khỏe mạnh tốt, ngăn ngừa ung thư tốt, giảm nguy cơ đau tim, làm đẹp da, chữa ho khan, ho đờm, bỏng rát, dạ dày, tiểu đường, bệnh trĩ, mau lành, tốt cho vết thương, vẫy nến mụn trứng cá, mờ vết thâm, trắng da, sạch lỗ chân lông, tóc, giảm cân. Đó là nó tốt vô cùng để bà con. Bởi vì mật ong nó tốt là nó tốt sức khỏe cho người dùng, nó giảm được đột quỵ, ung thư, chống oxy hóa, giúp cho cơ thể, giúp cho đôi mắt khỏe mạnh, ngăn ngừa được ung thư, giảm nguy cơ đau tim, làm cho đẹp da, chữa ho khan, ho đờm, bỏng rát, dạ dày, tiểu đường, bệnh trĩ, mau lành cho vết thương, tốt cho vết thương, vẫy nến, mụn trứng cá, vết thương thâm, làm mờ cho vết thương thâm, trắng da, sạch lỗ chân lông, tóc, giảm cân. Nhưng mà không phải ta uống bao nhiêu cũng được, ta uống không quá 3 ly, cỡ ly cà phê trước khi ăn. Trước khi ăn, uống không quá 3 ly một ngày. Nó như vậy nha bà con. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe khi sử dụng mật ong bà con ơi.